Sau đây xin mời quý vị sẽ cùng đến tiếp với phần dự thi của thí sinh Nguyễn Hoàng Anh Tuấn. Số danh 44, bài hát dự thi bằng lan tim. Xin mời thí sinh Đỗ Văn Nguyễn chuẩn bị. Yeah.
Điều chỉnh lại thì Đạt sẽ là một thí sinh tốt cho cuộc thi vô vàng. Xin cảm ơn Đạt.
Xin được chúc mừng thí sinh Nguyễn. Kính thưa quý vị, ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với phần dự thi của thí sinh Võ Vũ Linh, số danh 45, ban ca dự thi hạng võ Việt Google. Xin mời thí sinh Nguyễn Văn Dược chuẩn bị. Nhờ cái âm nhạc của mình tập quá hay đi. Xin cảm ơn cô trẻ.
làm sốc hết lên lên rồi. Đấy, cảm ơn rất nhiều. Dạ, cảm ơn. Chúc mừng thí sinh và du lịch hoàn thành xong phần thi của mình. Tiếp theo là phần kỳ thi của thí sinh Nguyễn Văn Dượng, số danh 88, bài hát dự thi về quê lúa. Thank you.
số danh 28. Bài hát dự thi Thương Lắm Trà Vinh. Xin mời thí sinh Đỗ Thị Thảo Linh chuẩn bị. Thank you.
Vừa rồi là phần thể hiện của thí sinh Đỗ Thị